BB Trần bị Puka chặn đầu trước đám cưới Đồng Tháp ra điều kiện khiến chính chủ ngã ngửa. BB Trần vừa có bài đăng gây xôn xao dư luận trước lễ cưới cặp đôi Puka Ginh Tuấn Kiệt được tổ chức ở miền Tây quê nhà Đồng Tháp của cô dâu Puka. Nam diễn viên hài bị Puka chặn đầu ra điều kiện, ai đọc được cũng phải bật cười. Showbiz Việt đang một lần nữa phải rần rần trước thông tin lễ cưới lần 3 của cặp đôi Puka Ginh Tuấn Kiệt. Theo đó, vào ngày 16 tháng 11 tới đây, cặp đôi sẽ tổ chức buổi tiệc vui tại quê nhà của cô dâu tại Đồng Tháp. Đây là buổi tiệc có sự tham gia của đông đảo bạn bè của cả hai, những người lỡ hẹn hai lần trước ở Cam Ranh và Thành phố Hồ Chí Minh và những nghệ sĩ đã dự trước đó. Bên cạnh đó là những người thân ở phía gia đình Puka đến để chúc mừng cho ngày vui của đôi uyên ương. Chiều ngày 15 tháng 11, diễn viên BB Trần, người bạn thân thiết của Puka lại có bài đăng gây xôn xao cõi mạng khi bất ngờ cho biết bị Puka chặn đầu trước ngày diễn ra hôn lễ. Cụ thể, nam diễn viên hài đã đăng tải bức ảnh chụp màn hình tin nhắn mà Puka đã nhắn cho anh, có nội dung mong anh và diễn viên Ngọc Phước sẽ tham gia vào đội hình bưng mâm trong ngày vui sắp tới ở Đồng Tháp. Tuy nhiên, đáng nói ở đây là điều kiện mà Puka nói với BB Trần khiến ai đọc cũng phải cười nghiêng ngả. Cụ thể, Puka có nhắn BB với Phước giúp Pu trong dàn bưng quả được không? BB đóng vai nam, Phước đóng vai nữ. Nhận lời nhờ vả từ phía Puka, BB Trần liền lập tức đồng ý. Tuy nhiên, điều trái ngang từ việc anh là nam nhưng Puka lại phải nhấn mạnh BB phải đóng vai nam. BB Trần từ lâu đã nổi tiếng là nam diễn viên giả gái siêu đẹp, không khác gì con gái chuẩn. Thậm chí một số khán giả còn gọi anh là nam nữ diễn viên, thể hiện sự linh hoạt của anh. Việc Puka chặn đầu anh như trên, netizen cho rằng có thể cô dâu đang sợ BB Trần sẽ xuất hiện lồng lộn với bộ dạng giả gái ở đám cưới của cô nên phải căn dặn và ra điều kiện trước. Dưới phần bình luận, BB Trần cũng không quên lầy lội thả thêm bức ảnh anh trong bộ dạng mặc váy cưới với dòng trạng thái ai đọc cũng bật cười. Thật vô nghĩa, biết vậy hôm bữa không tung hình mấy bộ đầm lên làm gì. Trước đó, BB Trần bị vướng tin đồn xích mích với Puka khi không có mặt tại hai lễ cưới ở Cam Ranh và Khánh Hòa. Tuy nhiên, được biết lúc đó anh và Hải Triều đang mắc chuyến lưu diễn ở Úc nên đành lỡ hẹn. Việc xuất hiện tại Đồng Tháp cũng là lời giải thích xác đáng cho việc anh và Puka vẫn đang có mối quan hệ thân thiết. Chỉ còn ít giờ nữa, đám cưới mang đậm nét miền Tây của Puka và Ginh Tuấn Kiệt sẽ diễn ra tại Đồng Tháp, quê nhà cô dâu. Vài ngày trước hôn lễ, vợ chồng của nữ diễn viên đã có mặt ở nhà để cùng người thân chuẩn bị chu toàn. Mới đây, những hình ảnh đầu tiên trong đám cưới của Puka đã được một đơn vị thi công cổng cưới hé lộ. Theo đó, từ tối 14 tháng 11, công tác lắp ráp rạp cưới đã bắt đầu. Rất nhiều người tụ họp tại nhà của Puka để hỗ trợ. Có thể thấy không gian tiệc của cặp đôi được làm thủ công bằng lá dừa, hoa tươi, mang đúng nét đặc trưng của địa phương. Nhiều sao Việt như Lê Nhân, Duy Khánh, Minh Dự xác nhận tham dự và nôn nao chờ đổ bộ Đồng Tháp. Phía ekip Ginh Tuấn Kiệt và Puka cũng đã đưa ra các phương án đảm bảo an ninh trật tự khu vực và an toàn cho khách mời trong ngày diễn ra hôn sự.